Số đỏ Chương 17 Người vị hôn phu Một vụ cưỡng bức Cuộc điều tra của nhà chuyên trách Rất cảm động Tuyết nói như một phụ nữ lãng mạn chân chính Anh ơi Thế thì em sung sướng cực điểm rồi Có ai dám tưởng rằng Việc trăm năm của chúng ta lại có thể thành sự thực được một cách dễ dàng như thế không em sung sướng quá đi mất em muốn chết anh ạ à. em muốn tự tử không hiểu những lời lẽ lãng mạn đầy thi vị ấy xuân cao mày hỏi tự tử trông chừng lấy được nhau đến nơi mà lại tự tử à tuyết trỏ tay vào mặt hồ trúc bạch cắt nghĩa nếu hai chúng ta cùng nhảy xuống những lớp sóng bạc kia mà chết thì có phải là cả nước sẽ bàn tán mãi về cuộc tình duyên ghê gớm của chúng ta không nhưng mà thôi ấy là em nói đùa để làm nũng mình đấy khi thấy mình lo sợ như vậy em đã đùa hài lòng lắm rồi vì mình quả thật yêu em xuân gắt như một người chồng đáng yêu gớm mợ khó tính lắm còn ai mà chiều được nữa cả hai lại thung dung rào gót đi. Lúc ấy mới tám giờ sáng, mặt trời chưa kịp xuyên qua những tầng mây bạc, hình như sợ phiền cho cuộc tình duyên tốt đẹp kia. Gió thổi hay hay như nịnh hót cặp uyên ương ấy. Xuân và Tuyết đã hẹn nhau đi chơi một cách rất cổ điển, nghĩa là con đường cổ ngư. Xuân đã nói hết cả đầu đuôi về việc văn minh đã dùng cái ngôn ngữ như thế nào để nó phải lấy Tuyết do thế lòng tự ái của tuyết hơi bị thương tuy rằng cô đã lấy làm sung sướng lắm thấy xuân bị bó buộc phải lấy mình tuyết nói đến tự tử là chính đáng lắm vậy nhưng sự thực cả hai lúc ấy cũng đã mãn nguyện lắm rồi xuân hỏi tuyết ơi em có biết vì đâu anh đem lòng yêu em không em thực thà cho nên anh yêu chứ gì Là vì em dại dột lắm Lại định nhờ anh làm cái việc Làm hại một người con gái nhà tử tế Sao em tin anh quá thế Tuyết so vai đáp Tại em thực thà Đấy anh xem Có phải em đã cho anh khám Để mà biết rằng em đây không giả dối Không thèm dùng vú cao su Ừ nhỉ ra vì đôi vú cao su mà thành ra chúng mình hiểu rõ cái bụng dạ thực thà của nhau nếu chúng ta sung sướng ấy cũng chỉ vì đôi vú cao su của cuộc cải cách xã hội tuyết rèo âu hóa vạn tuế vú cao su vạn tuế đường nhí nhảnh tuyết chợt nhìn thẳng ra phía trước mặt để phải cau khóe hạnh nét ngài từ xa xa có một thiếu niên vận quốc phục cái khăn lượt cái áo the dài đôi giày hủ lậu hình như đương rảo gót phong phong chạy đến tuyết đứng rừng chán nản bảo xuân đây kia là người vị hôn phu của em mà em đã hối hôn để lấy anh dám chắc hắn chỉ muốn gây sự với em mà thôi em không muốn gặp mặt hắn để anh đối phó anh nên cho hắn một bài học nhé thôi em về chờ anh ở nhà bà phó đoan vậy bây giờ hẳn ta có thể công nhiên trò chuyện với nhau ở nhà nói xong quay lại sau lưng thấy có xe tay tuyết vẫy tay rồi trèo lên xuân gật đầu chào rồi khoanh tay chờ đợi một cuộc sinh sự thiếu niên kia khi đến gần xuân liền vòng tay vái chào như những nhà thâm nho xuân tóc đỏ gặt phăng đi rằng hủ lậu chưa tiến hóa thể thao cải cách xã hội thiếu niên cố nén cái tức và cũng sợ nữa bèn ấp úng bẩm tôi xin giới thiệu tôi chính tôi là người chồng chưa cưới của cô tuyết vừa bỏ chạy đây kia xuân tóc đỏ cúi đầu chúng tôi rất được hân hạnh rồi ướn ngực mà tiếp mẹ sư xuân giáo sư quần vợt cái hy vọng của bắc kỳ thiếu niên từ đây trở đi đã có vẻ là một vẻ chiến bại hân hạnh lắm tôi xin lỗi ngài làm phiền ngài dầu rằng ngài tài giỏi lắm nhưng xin ngài cũng chớ nên làm những việc có hại cho kẻ khác nếu tôi không nhầm thì hiện tại ngài đương chiếm đoạt vợ con người ta nhất là tôi đây không có danh tiếng không có tài cán thì ngài được tôi cũng chẳng vẻ vang gì cho lắm. Xuân tóc đỏ thấy ngay cái cần diễn thuyết cho người ấy một hồi dài bằng cách nói lại những điều đã học lỏm được từ xưa tới nay. Ông không hợp thời trang. Cụ ông không biết điều. Còn tôi, tôi là người dự một phần trong việc âu hóa có trách nhiệm quốc dân văn minh hay dã man. Chúng tôi không chỉ cải cách cái bề ngoài như lời công kích của phái hổ lộng tiến theo luật chung của xã hội giữa buổi canh tân này cái bảo thủ là bị đào thải ông chưa được âu hóa mấy một sự trở ngại đưa tiến hóa thể thao nói giống sức khỏe hạnh phúc là cái gì khác nếu không phải là sức khỏe của vợ chồng người kia sau một hồi ngẫm nghĩ bèn đáp tuy nhiên tuy nhiên tôi cũng là con nhà tử tế về học thức tôi cũng đã có bằng thanh trung về dòng giống tôi là con một ông phán cháu nội một ông huyện tuyết mà lấy tôi thì cũng xứng đáng lắm việc gì phải giờ mặt như thế xuân tóc đỏ điên tiết lên mà rằng thế ông ông có là một con nhà bình dân không ừ tôi xin hỏi ông Ông có phải là nòi giống nhà bình dân không? Ông lạ lắm, ông không đúng mốt. Phải biết cái gì là hợp thời trang chứ? Người kia ra vẻ hồ thẹn lắm. Quần áo đã hủ lậu, mà đến cả cái nòi giống cũng là con nhà tử tế không hợp thời trang. Thật là hỏng bét cả. Người ấy toan cãi lại, thì Xuân đã giơ tay lên hùng hổ tiếp. Còn tôi Tôi chỉ là một con nhà hạ lưu mà thôi. Ngày xưa, bán phá xa, bán dầu trên xe điện, làm lính chạy hiệu rạp hát. Chỉ có thế mà lấy được cháu gái của Hồng đấy. Ông muốn làm gì thì làm. Người vị hôn phu bị hối hôn kia khiếp đảm vì câu nói mỉa mai ấy lắm. Anh ta nghĩ hẳn cái dòng giống của nhà Xuân là danh giá cực kỳ và hẳn là Victor Ban đã nói nhảm thì Xuân mới nhắc lại lời nói nhảm kia một cách ngạo mạn đến thế. Như con run xéo lắm cũng phải quằn, bẹt nổi nóng. Thưa ông, nếu ông đã nhất định như thế thì thôi. Nhưng mà tôi có bồn phận của một người lịch sự báo cho ông biết rằng trong cuộc tranh giành này, từ đây mà đi, chúng ta là hai kẻ thù sinh tử. Xin ông biết cho là như vậy. Nói xong, người ấy lại cúi chào lễ phép rồi quay đi ngay. Xuân tóc đỏ đứng ngây ra Ngẫm nghĩ mãi về lời dọa nạt ấy Sau cùng Nó cũng lên xe để về với người yêu Lúc ấy đợi ở nhà Nó lấy hà dạ lắm Đã cho gã kia một bài học Còn về cái thù sinh tử Thì nó chẳng đủ sợ Bởi lẽ ở đời này Mỗi lúc mà ai giết được ai Khi về đến nhà Xuân thấy Tuyết vẫn đợi ở phòng khách Bằng cách xem cuốn sách ảnh Lúc ấy 10 giờ, nghĩa là lúc bà Phó Đoan chưa dậy, cũng như cậu Phước còn ngủ, Xuân Sung sướng được tự do, dẫu là trong nửa giờ tha hồ chuyện với người yêu, chẳng sợ bị ai ám quẻ. Anh ơi, anh cho hắn một bài học ra làm sao hả anh? À, tôi cũng có nói vài điều nghĩa lý cho gã ấy, biết để gã thôi đi, đừng hy vọng gì nữa. Nó mà địch với tôi Thì làm sao được Nhưng hắn cũng là người biết điều Sau khi nghe mình giảng giải Lại hoan nghênh lắm Và chúc chúng ta Bách niên giai lão nữa Lại chúc nữa cơ hả Phải Hắn nói Như vậy tuyết lấy ông là hơn lấy tôi Tôi yêu tuyết Tất nhiên tôi phải được trông thấy tuyết hưởng hạnh phúc Tuyết bèn nhảy lên Ôm lấy cổ xuân thế thì đáng hôn anh một nghìn cái thì thường mới được xuân tóc đỏ nhận lấy những cái hôn rất chính đáng ấy rồi thì thầm vào tai người yêu anh bây giờ chỉ muốn làm hại đời em một cách thật sự mà thôi tuyết bĩu môi nói một cách luân lý học không thể ai công kích được nữa ê ê thôi đốt anh đi bây giờ thì việc gì đi nữa cũng chỉ là lợi cho đời một người con gái đứng đắn và tử tế là em mà thôi anh biết cho rằng em lãng mạn lắm chợt tuyết đuổi xuân ra khẽ nói khéo không mà có ai biết thì chết xuân lắc đầu khẽ đáp mẹ con bà phó đoan con ngủ cả thế con bọn gia nhân chúng nó ở cả dưới nhà kia mà để yên anh yêu chóng ngoan Sợ rằng không buông lời Thì lại chẳng là một thiếu nữ ngoan ngoãn Tuyết vui lòng để cho Xuân tự do mặc thích Hai người dìu nhau ra ngồi ở ghế đi văng Tuyết thì nhắm mắt lại Cho có vẻ là một thiếu nữ mơ mộng chân chính sung sướng về sự thành công của cuộc hối hôn Của cuộc cách mệnh Cái gia đình hù lậu và khốn nạn Để được tự do đi đến cái hạnh phúc cá nhân. Lúc ấy, cô muốn viết ngay một cuốn tiểu thuyết về đời mình để làm gương cho những phụ nữ muốn giải phóng. Nhưng, chuột cánh cửa bị đầy mạnh, bà phó đoan sừng sộ chạy vào, cặp ướn ương hoảng hốt buông nhau ra. Bà này, dậy lúc nào thế? Rõ nguy quá đi mất. Bà vẫn cứ để quần áo ngủ mà xìa xói vào mặt tuyết như một người vợ ghen. Nhà tôi là nhà xăm đấy ạ à. Cô có biết cô làm ô uế nhà tôi ra hay không? Cô có biết thế là đĩ thoả lắm không? Mau mau ra khỏi cửa nhà này lập tức Không mà xấu hổ với tôi bây giờ Tuyết hổ thẹn một cách xứng đáng Nguôi ngùi ra đi lập tức Bà phó đoan quay lại xuân Sao ông lại làm cái sự càn rỡ ấy? ông có biết thế là khốn nạn lắm không ông làm hại đời một người con gái tử tế như thế à xuân so vai bực mình ấy là tôi đang làm lợi cho một đời người con gái tử tế làm lợi á phải tuyết bây giờ đã là vợ chưa cưới của tôi hôm qua ông văn minh đã bắt ép tôi phải lấy tuyết Chính là bà làm hại danh giá chúng tôi Bà có biết không? Bà phỏ đoan ngần người ra Như là người bằng gỗ Lúc ấy Vì vừa ngủ dậy Bà chỉ có mặc quần áo ngủ mỏng manh Nó có thế lực Làm cho thân thể bà Lại lộ ra hơn là chủ nghĩa khỏa thân Đương lúc rạo rực Đương cao đến cực điểm Lại thấy trước mặt mình Một cái cảnh tượng khêu gợi ấy xuân tóc đỏ chẳng nghĩ ngợi gì nữa bèn bắt đền cái sự thiệt hại cho mình bằng cách ôm sốc lấy vị tiết phụ đáng kính trọng ấy rất tiếc cho cái công thủ tiếp với hai đời chồng của mình bị lôi kéo đến cái đi văng bà phó đoan cứ phản đối một cách rất cương quyết bằng cách kêu khẽ ơ kia hay chừa kia ơ hay ơ hay nhưng thằng xuân tóc đỏ của chúng ta thì nào còn biết gì là nghĩa lý là đạo đức nữa bưng tai giả điếc nó cứ nhất định bắt đền từ đây trở đi bà kia cứ khẽ kêu như một tiết phụ xứng đáng trong lúc bị xúc phạm ôi giời ơi người ta giết tôi người ta cưỡng bức tôi bên ngoài lúc ấy có tiếng kêu em chả em chả rồi thấy hình như cậu phước chạy huỳnh huỵch xuống thang bà phó đoan ngừng kêu để nói cậu ấy xuống Tìm vú em để vòi đấy chứ quái gì Rồi bà lại kêu tiếp Cho sự chống cự quyết liệt khỏi gián đoạn Người ta giết tôi Ôi làng nước ơi Thế này có khổ tôi không Ai cứu tôi với Năm phút sau Nó ngắn ngủi như là một cái tích tắc đồng hồ Chợt thấy có tiếng gõ cửa Hai người này Vội trình đốn y phục Chạy xa nhau Mỗi người ngồi một ghế ở hai góc phòng Rồi bà phó đoan rõng rạc bảo cứ vào đó là hai thầy cảnh binh Minder và Min toa à. theo sau thầy có vũ em của cậu phước và người bếp một thầy cảnh sát nói thưa bà chúng tôi được người nhà này gọi vào để cứu mà cái gì đứa nào gọi thầy đội xếp vào nhà tôi làm sao mà phải ai đến cứu còn vũ ấy thằng bếp láo như thế tên bếp tái mặt ấp úng Bấm, con thấy cậu phước bảo con chạy lên con nghe hình như có tiếng kêu rên con hoảng hốt quá thầy lính minh toa cắt nghĩa chúng tôi đường đứng ngoài đường thì nó mời chúng tôi vào nhanh trí bà phó đoan nói kêu rên à à à à à thì tôi đương đọc một đoạn chuyện trinh thám cho thầy giáo đây nghe chứ có gì đâu Thầy Minder cười ồ ồ và thực thả đáp. Rõ khéo, thế mà nó kêu với tôi là vụ hiếp dâm nữa. Bà chủ mắng người ở, mày nhầm thế có phen, bà chém cổ mẹ mày đi, đứa con lớn. Xuân tóc đỏ cũng làm một câu, mẹ kiếp, đồ láo. Từ đây trở đi, ngần này người trơ mắt ra nhìn nhau, muốn phá bầu không khí khó chịu. Xuân tóc đỏ lần lượt giới thiệu hai thầy cảnh sát cho ba chủ nhà chưa mất danh giá. Đây là thầy Minder, cảnh binh hạng tư, chiến công bội tinh, giải nhất Hà Nội Đô Sơn, giải nhì Hà Nội Hà Đông, một cái tương lai của cảnh sát giới. Còn đây là ông Minh Tòa, Cúc Boy Landry, Melia Jones, sự vẻ vang của sở cầm Hà Nội, cái hy vọng của Đông Dương. Hai thầy cảnh binh lại cùng giới thiệu Xuân với bà Phó. Đây, mẹ sư Xuân, giáo sư Tennis, cái hy vọng của Bắc Kỳ. Thấy không giới thiệu bà Phó nữa thì hỏng. Xuân lại nói, đây là bà Phán, một phụ nữ đã thủ tiết với hai đời chồng, một bậc mẹ hiền có công với làng thể thao. Mấy người đều sung sướng lắm. Những cái chăm lo phận sự của hai thầy cảnh binh làm cho hai thầy vẫn có điều chưa thỏa. Một thầy nói Tự nhiên đi gọi chúng tôi Kêu là hiếp dâm Chúng tôi đã mờ cuộc điều tra rồi Thì lại là không có Đối với người nhà nước Không phải chuyện đùa Không phải tự nhiên Chúng tôi đến đây để mà không trông thấy gì cả Thầy kia ngăn sự nóng nảy Của bạn đồng nghiệp lại tươi cười cắt nghĩa Bà hiểu cho phận sự của chúng tôi Chúng tôi cũng muốn dĩ hòa vi quý lắm Vậy thì khi đã để chúng tôi mất công toi chạy đến thế này thì Âu oh, cũng là phải có biên phạt vì người ta không phải mỗi lúc chiêu nghẹo người nhà nước mà yên được. Vậy thì đã không có hiếp dâm cho người nhà nước trừng trị. Âu oh, là bà bằng lòng để chúng tôi biên phạt đại khái về tội thả rông cho ra đường. Muốn xong chuyện đi cho rảnh, bà phó gật đầu, vâng thì tùy ông. Sự hòa giải khôn khéo về quyền lợi xung đột ấy làm cho người nào cũng được hưởng hạnh phúc. Bà phó đoan khỏi mang tiếng thất tiết với hai đời chồng cũ của bà. Xuân tóc đỏ khỏi bị mấy năm tù mà sở cảnh sát chi điếm hộ thứ 18 cũng đỡ phải điều tra rất lôi thôi.